Trời đất ơi. Mấy anh em chia sẻ là 50 tỷ á. Chính xác luôn anh. Đúng rồi. Đúng rồi. 50 tỷ đó mấy anh em. Tại vì những cái này là thiết kế theo cái kiểu Nhật á, những cái đá với lại những cái đồ mà trong trong khu mẫu cô đồ đắt tiền không à. À. Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại của Phật Ngàn Tay nè cô chú anh chị ơi. Đó. Thì hôm nay Bùi Hải Vlog sẽ mời ông bà cô chú anh chị theo dõi cùng Bùi Hải vào ngôi mộ của cô Tiết ha cô chú anh chị, là vợ trước của chú Dũng rồi Voi ha cô chú. Đó, bây giờ thì trong mộ của cô Tiết nó là sao, như thế nào, thì mời ông bà cô chú anh chị mình theo dõi cùng với Bùi Hải vào bên trong mộ của cô Tiết ha cô chú anh chị. Đây ở bên ngoài để Bùi Hải zoom lại cho bà con cô chú anh chị mình xem ha, mộ của cô Tiết đó, thì bên trong nó có những gì, nó là sao, như thế nào, mời ông bà cô chú anh chị theo dõi cùng với Bùi Hải. Không, Bùi Hải không để cho bà con cô chú anh chị mình để đợi lâu ha, thì bây giờ bắt đầu mình đi vào bên trong ha cô chú anh chị. Bây giờ mình mời Bùi Hải Vlog xin mời ông bà cô chú anh chị mình đi vào bên trong ha. Rồi bây giờ mình tiến vào bên trong đó. Ở mộ của cô Tiết đây cô chú anh chị ơi, chợ lớn của chú Dũng rồi Voi ha. Thì bên trong có những gì, nó là sao, mời ông bà cô chú anh chị mình theo dõi cùng với Bùi Hải ha. Thì ở bên tay phải của Bùi Hải có ông Địa Tạng Vương Bồ Tát, nó làm bằng đồng luôn nha cô chú anh chị. À, thì vào đi theo cái đường mòn ở đây ha cô chú anh chị. Còn ở bên mà cái nhà mà đỏ đỏ bự bự đó, đó là cái đó là tập đoàn Suối Tiên ha cô chú anh chị. Thì bữa nào Bùi Hải Vlog sẽ cập nhật cho bà con cô chú mình xem ha. Ở bên trong của tập đoàn Suối Tiên đó, thì đây đi theo cái đường mòn. Còn đây là mộ phần của cô Tiết, vợ lớn của chú Dũng rồi Voi ha cô chú anh chị. À, Trần Thị Tiết pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 20 tháng 6 1954, mất ngày 17 tháng 10 2021, nhằm ngày 12 tháng 9, Tân Sửu, hưởng thọ 68 tuổi, quê quán Phù Mỹ, Bình Định, các con đồng lập mộ. Ở đây có mấy cái chuông gió. Mộ của cô Tiết nè cô chú anh chị. Đó bây giờ Bùi Hải đi lại đây. Ôi ơi, có hồ cá coi luôn cả, trời trời. Trời ơi. Có hồ cá coi luôn. Trời ơi, có hồ cá coi đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ơi. Đâu anh Nam nắm máy tôi lấy thức ăn coi. Đâu. Rồi anh Nam nắm máy giùm tôi đi, rồi anh Nam lên góc đó đứng đi, anh nắm sao lỡ cái máy xuống sông luôn cái dẹp luôn. Rồi anh thả thức ăn đi, rồi nó đi theo anh nè, thấy không, chưa thả đi qua bên đó đó, nè đứng qua bên mình nè, thấy không, để hả, nó theo mình luôn hả anh Nam, theo tại biết cho ăn á. Ồ, là nó theo người luôn đó, nó theo mình nè, hay nó đứng kế đi bên mình không, kế vậy trời ơi. Cái bao kia kìa. Cái bao kia kìa. Mấy cái hộp tròn tròn á. Tròn tròn nâu nâu đó. Không anh Nam? Ờ đúng rồi. Mình đen hả Nam? Hộp cây á. Tròn tròn thôi nữa, thành phân bón cho cây đi. Anh Nam đi xuống chỉ đạo đi anh Nam ơi.
mấy anh em là đang vào bên trong để lấy thức ăn cho con cá. Rồi hết rồi, chỉ còn phân bón thôi. Để xuống là nó ăn là chết luôn á. Để xuống là nổ luôn á. Cá con cũng còn mất tiêu luôn á. Ừ vậy, rồi ngừng gấp việc này ha. Thôi vậy hẹn mấy bạn cho mấy bữa. Trời ơi, có cá coi rồi, quá trời đẹp luôn. Mà đặc biệt mình đứng đó, chị lại đằng kia hả, đi theo chị lại đằng kia luôn á. Mình đứng đâu đó đi đó hả. Trời ơi. Cá. Cá đẹp ta. Hồ cá đủ màu sắc cô chú anh chị ơi. Ủa sao lần này hết thức ăn rồi ta? Hết thức ăn cá rồi, gặp có thức ăn rồi lại cho nó ăn rồi. Mậu cô Tiết có hồ cá coi đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ơi. Nó đứng kế bên anh hoài ha. Nó đói bụng rồi. Cá mấy màu này đẹp đẹp không à. Đủ màu sắc hết. Ê quắt nó đi lại nè thấy không. Quắt nó đi lại. Nó hả họng la kìa, đó quắt nó đi lại kìa. Ê, tự bỏ thức ăn xuống. À, quắt nó đi lại kìa. Cá đẹp quá đẹp coi cô chú anh chị. Quắt nó đi lại nè bà con cô chú ơi. Và đặc biệt hôm nay hết thức ăn rồi. Thức ăn là cái hộp tròn tròn mà màu nâu nâu á. Cái hộp tròn tròn bự bự á. Ừ đúng rồi. Còn giờ sau mà tự nhiên. Đi cái hộp nó biết phải không thầy xuống tầm bậy. Còn cái đó là thức ăn nhuyễn hay gì đó. Rồi quá trời cá coi rồi. Quá đẹp luôn. Ủa sao hết thức ăn à, không mua thức ăn xuống ta. Quá đẹp rồi. Mà, ngồi xuống quắt quắt nó đi lại nè. Ở đây. Ở đây. Lại đây, lại đây. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chứ ăn chứ đừng có ăn. Chứ đừng có ăn cơm của nhà bà Sáu Bào. Bà kiện bà thưa tối ngày. À, nó hả họng ra luôn à. Đây lại đây tụi con ơi. Nên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ca ta nè. Chứ đừng ăn cơm cơm hầm cháo quan nhà của bà Sáu Bào, bà thưa bác tụng tối ngày à. Nhức đầu nhức cổ lắm. Lại đây lại đây. Tụi con ơi. Cá nè bà con ơi, cá cầm sao hồi rớt đi hỏi. Quá trời cá quá chừng rồi. Thôi mình đi lại đặng mình thắp nhang cô Tiết. Chị nắm giùm ơi, em thắp nhang cho cô Tiết. Cá quá cá luôn. Cá hủ bằng đá luôn á. Dừng nhang. À, mẫu cô Tiết đây nè cô chú anh chị à, không có làm cao giống như những mẫu khác ha, chỉ làm mà lại lại ở dưới nhưng mà rất là đắt tiền nha cô chú anh chị ơi. Làm đá nguyên khối không mà đá trắng đá tím rồi ba chung nước mà làm bằng đá thạch anh màu trắng luôn.
còn có bàn ghế đá bạc đá luôn à. Đó, cây mai nè cô chú anh chị, cái gốc mai quá trời bự nè. Tết là mẫu cô thiết là mai quá chừng. Ở bên đây có một cây mai nữa nè cô chú. Đó, mà là cái đường mòn đi ra ngoài ha. Cái đường mòn đi ra ngoài thì có cái vòng tròn ở giữa nè, cái này không biết gọi là sao ha. Từ ngoài cổng vô là thấy. Ở này có cái chuông gió nè cô chú anh chị ơi. Nãy giờ nghe len keng nói thôi giờ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị. Ồ mà khoan quên đó, mình phải hỏi anh Bin là trị giá ngôi mộ của cô Tiết là bao nhiêu tiền để cập nhật cho bà con cô chú mình xem ha. Bỏ già hết thức ăn rồi, nó ốm đó, hết thức ăn rồi. Cái thức ăn của nó, thức ăn riêng ở trong ngôi viên người ta sẽ chuẩn bị cho nó. Lúc trước là chú tiểu mà. Cái mấy con cá này là cái anh mà mập mập bự con quýnh trống đám tàn á. Là anh cho mấy con cá này ăn hàng ngày nè. Là anh cũng đem thức ăn theo trên xe phải. Nên anh chỗ nào mà có cá là anh lấy cho. Còn còn cái ông mà chạy mà giống như chiếc bô tô mà gắn hai ba cái thùng á. Cái ông đó là đi cho chim ăn. Cho chim mấy con chim ở chỗ văn phòng đó. Mai nha. Còn có nhà nghỉ ngơi của cô Tiết ở trong bên đó đó cô chú anh chị. Thì mộ của cô Tiết là kế bên tập đoàn Phú Tiên luôn. Ủa rồi anh Bin có biết mộ của cô Tiết này là trị giá bao nhiêu tiền không? 50 tỷ em. 50 tỷ. 50 tỷ. 50 tỷ. Đúng rồi. Trời đất ơi. Mấy anh em chia sẻ là 50 tỷ á. Chính xác luôn anh. Đúng rồi. Rồi. 50 tỷ đó mấy anh em. Tại vì những cái này là thiết kế theo cái kiểu Nhật á, những cái đá với lại những cái đồ mà trong khu mẫu của cô đồ đắt tiền không à. À. Em thấy là từ cái cửa của cái phòng mát luôn, cả những cái tảng đá mà trên cái ngôi nhà mát đó cũng là nguyên khối. À. Và đồ mẫu của cô là thiết kế theo hai tông màu nha. Xanh với màu trắng. Và trên nó nhà là màu đen với màu đỏ. Đó là màu đen với màu trắng. Đó là phong cách của Nhật. À, cái loại đá mà trên mộ cô em thấy như là trong hoa viên không có chỗ nào có thì phải. Đá màu xanh, xanh ngọc. Đá, này, đá xanh ngọc này nè. Đá cẩm thạch ngọc thì phải. Đó. Đá cẩm thạch hay gì đó ha. Đó. Cái loại đá này là trong hoa viên là mình chưa có thấy. Chưa thấy. Đúng rồi, mình chưa thấy mộ nào có hết luôn. Giờ vô đây thấy cái đồ đựng nhang thôi cũng hiểu. Cái đồ đựng nhang là bằng đá hạt. Ăn nói chung là cái mộ của cô á nó sẽ giống với cái đá của cái bàn ghế ha, cái nhưng mà khác ha đúng không? Khác. Bây giờ đổ giống với chú Tiểu. Bây giờ em qua em nhấc được cái cục đá ghế nó nổi không? Đây. Hồi nãy là nhấc được chưa? Hồi nãy là 16 giờ thấy giống nhưng mà thật ra là nó khác bà con ơi. Cái màu của nó hơi xì nhạt hơn. Cái cây mai này không chứ cũng mấy chục triệu rồi. Chứ ở trong đây ai không thấy gì chứ chưa thấy gì phá cổng của nhà cô Tiết rồi đó. Đâu? Đâu? Cái gì vậy? Không phải. Chứ phá cổng nhà cô Tiết. Đâu? Thì đó đang vô đó. Kệ cái phá cổng. À. Quay lên nữa. Hải phát hiện đang có chút vậy, ở ngoài có phá cửa mình có chìa khóa mình đi la. Xin kết thúc video tại đây. Một video tiếp theo. Thôi dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.